Xin chào quý vị khán giả của Hà Nội Review. Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung có hàng nghìn làng nghề truyền thống. Tuy nhiên thì đến nay không phải làng nghề nào cũng còn tồn tại và phát triển. Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một theo thời gian. Và những năm gần đây, với mong muốn bảo tồn và phát huy bản sắc làng nghề, nhiều không gian giới thiệu nghề thủ công đã được ra mắt tại nhiều vùng miền. Qua đó không chỉ góp phần quảng bá mà còn tạo ra hành trình khám phá, sáng tạo và truyền cảm hứng, đưa giá trị xưa đến với đời sống đương đại theo cách trực quan và sinh động nhất. Trong số phát sóng lần này, Hà Nội Review mời quý vị cùng ghé thăm một không gian sáng tạo có mục tiêu là hồi sinh những giá trị văn hóa làng nghề để phù hợp hơn với nhu cầu hiện đại. Thưa quý vị, hiện tại Minh Hương đang có mặt tại không gian văn hóa sáng tạo phường Bách Nghệ, tọa lạc tại phường Mộ Lao, Hà Đông. Và lộ trình di chuyển đến đây thì cũng rất là đơn giản thôi, chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 đến 15 km. Và ấn tượng ban đầu khi mà Minh Hương bước chân đến đây, đó là không gian trang trí này vô cùng là độc đáo và ấn tượng. Ví dụ như ở đây có hình một linh vật truyền thống của Việt Nam. Ban đầu thì nhìn phần chân này, phần vây thì có vẻ là liên tưởng đến một chú rồng. Thế nhưng mà khi nhìn đến phần trên lại là miệng lại đang ngậm một chú cá. Thì Minh Hương đoán thì đây lại là linh vật liên quan đến một chú mèo. Đúng đấy Minh Hương, đây là cụ mèo, là linh vật của phường Bách Nghệ. Thì cái này thì bọn anh làm vẽ lại theo một cái họa tiết được chạm khắc ở trong một cái ngôi đình thời Lê Trung Hưng. Đấy, thì là bọn anh đã chọn cái họa tiết này để làm linh vật cho phường Bách Nghệ. Vâng, và khi nhìn màu sắc ở đây thì em cũng rất ấn tượng, có một cái độ chuyển màu và sờ nó rất là mịn nhá. Không cảm giác là dùng sơn hay là dùng màu để vẽ cái lên. Cái này bọn anh là dùng kỹ thuật sơn mài là để tạo ra tác phẩm này. Như là mọi người là cứ tô một lớp màu lên, sơn lên, xong rồi lại mài đi, xong rồi tô các lớp khác. Dần sẽ có một lớp chuyển và nó tạo ra cái hiệu ứng như này. Dạ vâng, và giới thiệu với quý vị khán giả của Hà Nội Review, đây là anh Ngô Quý Đức, người đã tạo nên không gian văn hóa phường Bách Nghệ. Và đây cũng là người đồng hành với Hà Nội Review ngày hôm nay để giúp Hà Nội Review cũng như là quý vị khán giả hiểu thêm về không gian này. Anh Đức ơi, em được biết là trong gần 20 năm qua thì anh đã có những dự án liên quan đến văn hóa Hà Nội như là Mai Hà Nội và Về Làng. Vậy thì lý do nào đã thôi thúc anh phát triển thêm dự án là phường Bách Nghệ? Thực ra cái dự án phường Bách Nghệ của anh ấy thì là anh muốn là có một điểm ở trung tâm Hà Nội. Nó sẽ là nơi mà để quy tụ các làng nghề, để nơi các nghệ nhân có thể đến đây và cùng lan tỏa, cùng chia sẻ những cái giá trị văn hóa của các làng nghề, các kỹ thuật thủ công của tất cả những nghề thủ công đến với cả những người quan tâm. Và họ có thể đến phường Bách Nghệ, họ có thể trải nghiệm rất nhiều nghề thủ công ở đây. Và đó là cái mong muốn của anh khi xây dựng ra phường Bách Nghệ. Trong những năm gần đây, một số không gian giới thiệu nghề thủ công truyền thống thì đã được địa phương mở ra như là nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ, Bắc Ninh, bảo tàng làng nghề Bát Tràng, Hà Nội. Vậy thì đâu là sự khác biệt của mô hình phường Bách Nghệ để có thể tạo điểm nhấn thu hút người dân và du khách? Gần đây thì có rất nhiều không gian liên quan văn hóa ở các làng nghề được mở ra, giống như ở Bát Tràng hay ở Bắc Ninh chẳng hạn. Thì không gian phường Bách Nghệ có một cái điểm khác biệt với cả những không gian khác, thì đó là không gian phường Bách Nghệ không chỉ là nơi mà giới thiệu chuyên về một nghề nào đó, mà nó ở đây sẽ là một cái chuyên đề liên quan đến rất nhiều các nghề thủ công khác nhau. Vì ở đây thì bọn anh là mỗi tháng sẽ tạo ra một chuyên đề khác nhau. Vì là tháng 6 vừa rồi bọn anh làm chuyên đề liên quan mộc bản, tháng 7 liên quan đến nghề sơn, và hiện giờ đang là chuyên đề liên quan đến về các đồ chơi trung thu. Đấy, thì xong rồi tiếp tục tháng 9 bọn anh sẽ làm một chuyên đề liên quan đến về gốm. Và rất nhiều các cái nghề thủ công của Việt Nam sẽ được giới thiệu tại điểm phường Bách Nghệ sau này. Vâng, khi các du khách đến đây để tìm hiểu về những làng nghề đó thì có nghệ nhân hướng dẫn cũng như là người nói về lịch sử hình thành cũng như là quá trình để làm nên những loại sản phẩm đó không ạ? Trong các chuyên đề đấy thì sẽ có những cái buổi nhất định, thì sẽ có các nghệ nhân họ đến phường Bách Nghệ, họ cùng giao lưu chia sẻ với cả những du khách đến đây. Và trong quá trình mà du khách đến đây để tiếp xúc với nghệ nhân ấy, thì ngoài việc được nghe nghệ nhân chia sẻ ra thì họ còn được tận tay làm những cái sản phẩm liên quan đến những cái chuyên đề đấy, thì do chính các nghệ nhân hướng dẫn hoặc là do các bạn ở phường Bách Nghệ sẽ là cũng là những người mà được các nghệ nhân họ truyền dạy lại, và các bạn sẽ là hướng dẫn lại cho tất cả mọi người đến tham gia. Thưa quý vị, sau khi nghe những chia sẻ của anh Đức thì có thể thấy phường Bách Nghệ là nơi quy tụ các sản phẩm thủ công truyền thống từ các làng nghề khác nhau. Đặc biệt hơn cả là mỗi tháng tại phường Bách Nghệ sẽ có chuyên đề về một làng nghề hoặc một nghề để cộng đồng có thể hiểu rõ hơn về các kỹ thuật, quy trình, về làng nghề và về những người thợ thủ công.
Thay vì việc phải vất vả tìm kiếm và đi đến các làng nghề cách xa nhau để tìm hiểu thì chúng ta chỉ cần đến với phường Bách Nghệ là sẽ được các thành viên của phường Bách Nghệ giới thiệu về lịch sử làng nghề và trải nghiệm những hoạt động vô cùng thú vị. Đây là điều mà Hà Nội Review đánh giá rất cao cho điểm đến này. Điều đó cho thấy sự đa dạng trong nội dung truyền tải, không ngừng gia tăng các trải nghiệm cho du khách mà không phải là nơi nào cũng có thể triển khai được. Anh Đức ơi, bây giờ thì em cũng rất là tò mò muốn khám phá và những nội dung của bên trong là gì. Bây giờ chúng ta cùng di chuyển vào phía trong nhé. Mình vào bên trong. Ở đây em cũng thấy có rất nhiều sản phẩm của các làng nghề khác nhau và chủ yếu là đang hướng tới Trung Thu của tháng này đúng không anh? Vậy còn những sản phẩm khác thì đến từ những làng nghề nào ạ? Ở đây nhé, thì anh đang trưng bày tất cả những sản phẩm liên quan đến đồ chơi Trung Thu. Thì giống như là bộ ông tiến sĩ giày đến thì xuất phát từ làng Vân Canh ở Hoài Đức, Hà Nội. Chiếc đèn kéo quân này là ở xã Đàm Viên, Cao Viên của một nghệ nhân bây giờ cũng là gần 90 tuổi rồi. Hay đây là những con tỏ te của Phú Xuyên, ở làng Xuân La Phú Xuyên. Và đây nữa, những chiếc mặt nạ giấy bồi cũng không thể thiếu được trong các dịp Trung Thu, là của hai nghệ nhân cuối cùng ở trên phố cổ còn giữ cái nghề này. Hay cả đây là những chiếc tàu thủy sắt Tây này, hay là thỏ đánh trống này, một cái món đồ chơi mà gần như là trước đây là chỉ dành cho những con của nhà có điều kiện. Đấy, bây giờ hồi xưa mình chỉ ao ước nhìn những sản phẩm này thôi, chứ gần như là không bao giờ được sở hữu cái này. Thì cái sản phẩm này bây giờ thì cũng gần như là cũng không còn người làm nữa, và bây giờ chỉ còn lại một số ít ở sản phẩm ở trên Hàng Thiếc thì may ra có thể tìm thấy được ở nơi đấy. Em thấy là hiện nay thì cũng có rất là nhiều đồ chơi hiện đại xuất hiện rồi. Thế nhưng mà những cái đồ chơi truyền thống như này đều gợi lại cho chúng ta những cái ký ức rất là xưa cũ. Và khi mà nhìn thấy những cái đồ chơi này thì em kiểu ký ức tuổi thơ ùa về ấy, là mỗi lần Trung Thu thì bố mẹ đều dắt lên Hàng Mã để mua đồ chơi. Ở đây thì cũng có rất là nhiều món đồ chơi truyền thống, tuy nhiên thì có một vài đồ chơi thì em cũng chưa được biết đến, ví dụ như là món đồ chơi này đây thì có tên là gì ạ anh? Đây là bộ ông kỳ sĩ giấy. Vâng. Thì ông kỳ sĩ giấy thì bây giờ cũng khá nhiều người biết rồi, nhưng mà hai ông đánh gậy đi hai bên ấy. Dạ. Thì gần như là cũng không phải mấy ai biết tên cậu hai ông ấy, hay là để hai ông ấy có chức năng như thế nào. Thì ở trong mâm cỗ Trung Thu, ông tiến sĩ sẽ là một cái món đồ chơi gần như không thể thiếu được, với mục đích là để cho con cái thì có cái phấn đấu học hành đỗ đạn trong tương lai. Thì hai ông đánh gậy hai bên là tượng trưng cho quân lính đi theo ông tiến sĩ. Trước đây thì hai ông đánh gậy thì được là sẽ cầm giáo này, cầm đao này, nhưng bây giờ thì các nghệ nhân họ biến đổi là cầm gậy thôi, vì là thời hòa bình mà. Đấy, thành ra bây giờ thì có tên là ông đánh gậy. Ở đây thì ngoài những cái món đồ chơi mà Minh Hương biết rồi ấy, thì Minh Hương có biết đây là bộ đồ chơi gì không? Thực sự là đây cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy những cái món đồ chơi như thế này. Đây là được gọi là bộ phỗng đất, là sản phẩm này được làm một món đồ chơi Trung Thu không thể thiếu được từ của xứ Kinh Bắc hồi xưa. Thì hồi xưa ở Bắc Ninh ấy, thì có khi mà đây chơi Trung Thu ấy, rất nhiều gia đình họ sẽ bày một bộ phỗng đất lên mâm cỗ Trung Thu. Bộ phỗng đất thì sẽ có ý nghĩa là đây là có 5 nhân vật khác nhau. Đây là cậu bé, đây là ông già, tượng trưng cho sự tiếp nối giữa hai thế hệ, có trẻ và có già. Đây là ông Phật, là tượng trưng cho sự nói chung là giác ngộ về trí tuệ. Con chim tượng trưng cho sự hòa bình, và con rùa tượng trưng cho sự bền bỉ. Đấy là ý nghĩa của bộ phỗng đất ở bên Bắc Ninh để giáo dục cho con cháu về cái ý nghĩa của từng nhân vật. Có thể thấy là các cụ ngày xưa thì cũng rất là chú trọng về ý nghĩa của từng đồ vật. Mặc dù chỉ là đồ chơi cho trẻ con thôi, nhưng mà đằng sau đấy cũng là cả một câu chuyện, cả một ý nghĩa muốn truyền tải đến cho con cháu. Vì rất nhiều cái đồ chơi của mình ý, nó không chỉ là một đồ chơi thông thường, mà nó còn mang lại cái tâm tư, nguyện vọng hay những cái ý nghĩa, câu chuyện về lịch sử, về văn hóa mà cụ muốn gửi gắm lại cho các thế hệ sau qua những món đồ chơi như thế này. Thưa quý vị, nếu như quý vị muốn tìm lại một không gian để có thể trở về tuổi thơ thì phường Bách Nghệ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Bởi vì ở đây ngoài những món đồ chơi dân gian truyền thống ra thì cũng có rất là nhiều sản phẩm khác của các làng nghề gợi cho chúng ta nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ. Giới thiệu với Minh Hương, trong không gian tầng 1 này thì ngoài cái khu trưng bày về đồ chơi Trung Thu ra thì còn có những sản phẩm thủ công khác ở các làng nghề. Ví dụ đây là sản phẩm liên quan đến sơn mài, là chuyên đề vừa tháng 7 vừa rồi bọn anh đang vừa tổ chức. Hay những cái sản phẩm liên quan đến tấm mộc bản của làng Thanh Liễu cũng là chuyên đề mà anh tổ chức ở tháng 6. Và có rất nhiều những sản phẩm thủ công khác, ví dụ như là gốm, như là từ gốc tre hay là đấy.
Bọn anh là đang sưu tầm và để cũng là của các nghệ nhân, các làng nghề họ gửi lên để trưng bày ở trong không gian của phố Bách Nghệ này để giới thiệu đến cả với cả cộng đồng. Mời Minh Hương tiếp tục đi khám phá không gian tiếp theo của phố Bách Nghệ. Dạ. Thưa quý vị, ngay cả không gian cầu thang thôi thì cũng mang đến một trải nghiệm vô cùng gần gũi dành cho Hà Nội Review. Ở đây thì những hành lang này thì đều được làm bằng tre nứa, một cảm giác rất là gần gũi và thân thuộc của người dân Việt Nam. Ở đây thì mình sẽ có mấy không gian hả anh? Ở đây thì em có 3 tầng, mỗi tầng là một không gian khác nhau. Viết tầng 2 này chúng ta đang đứng là sẽ là một không gian trưng bày triển lãm và anh sẽ là thay đổi theo các chuyên đề khác nhau. Ở mỗi chuyên đề là sẽ có một cái sự setup không gian riêng cho việc trưng bày liên quan chủ đề đấy. Có thể thấy là không gian ở phường Bách Nghệ thì cũng rất là thoáng và mở như thế này để cho du khách đến đây thì có thể tận hưởng những trải nghiệm của phường Bách Nghệ, lại còn được thư giãn nữa và hòa mình vào thiên nhiên. Với không gian này, anh lấy chủ đạo là từ tre nứa, những cái vật liệu rất thân quen với cả các làng quê ở Việt Nam. Thì tất cả không gian đây anh lấy chủ đạo như thế. Và ngay ở trước đây thì anh có trồng một cái bụi tre. Nó cũng là để cho mọi người gợi nhớ đến cái gần như là những cái gì rất thân quen của làng, lũy tre ở làng. Khi mọi người đến đây, từ khi mà đặt chân đến đây đã thấy rồi, và khi vào không gian thì mọi người đã cảm nhận rõ hơn về những cái vật liệu, những cái sản phẩm nó liên quan đến từ tre. Có thể thấy là những vật dụng này thì tưởng chừng là tự nhiên thôi, thế nhưng mà lại là có một ý đồ sắp đặt cụ thể để cho khách hàng có thể là cảm nhận được trọn vẹn nhất cái không gian cũng như là văn hóa của Việt Nam. Chính xác, sử dụng chất liệu tre đấy nó tạo ra cái sự gần gũi thân quen cho tất cả mọi người, từ những thế hệ trước đây cho đến các bạn trẻ bây giờ. Mọi người đều rất thích cái không gian như thế này, và cái việc mà anh đưa những cái bị tre này vào ấy, nó tạo ra cái sự gần gũi đây, nhưng mà rất hay. Mà cũng làm cho không gian trở nên mát mẻ hơn. Nhưng mặc dù đang là mùa hè thôi nhưng mà vào đây thì em cũng cảm thấy rất là mát mẻ. Giới thiệu với cả Minh Hương, đây là một không gian liên quan đến phòng trà và phòng sách của bên phường Bách Nghệ. Thì khi du khách đến đây thì mọi người sẽ được lên đây thưởng trà và cùng trao đổi những câu chuyện liên quan đến lịch sử, văn hóa và làng nghề. Ở đây bên có một tủ sách nhỏ đều chuyên về những sách về văn hóa thôi. Thì mọi người có thể tìm hiểu về lịch sử của các dòng tranh hàng trống, đồng hồ này, hay là kim hoàng này, hay là những lễ hội của Việt Nam này, hay là về những mỹ tổ nghề, hay là những cái nghề thủ công truyền thống trên khắp đất nước. Thì bọn anh đều có những cái đầu sách ở đây, thì mọi người đều có thể tham khảo được. Dạ vâng, có thể thấy là không gian của phường Bách Nghệ thì vô cùng là đa dạng. Ở tầng 1 thì sẽ mang đến những trải nghiệm dành riêng cho du khách này, và tầng 2 thì sẽ là trưng bày, còn tầng 3 thì là nơi chúng ta có thể tìm hiểu về văn hóa và cũng là một địa điểm để giao lưu cho những người mà đam mê và muốn học hỏi thêm về văn hóa nữa. Đúng vậy. Mời Minh Hương thử thức một chén trà sen. Dạ. Ở đây Minh Hương có thể chọn cho mình một chiếc cốc mà Minh Hương thích. Em sẽ chọn chiếc này. Ở đây thì em thấy những cái cốc trà này cũng có một cái hình dáng rất là lạ. Thì những cốc này sẽ đến từ làng nghề nào vậy ạ? Những chiếc cốc này là được đến từ làng nghề Quyết Thành ở dưới Hà Nam. Đây là những chiếc cốc là làm hoàn toàn thủ công bằng tay và được nung củi. Thành ra nó sẽ có những cái sự khác biệt so với cả những cái gốm bát tràng mà mọi người hay thấy. Mời Minh Hương chén trà nhé. Được. Thưa quý vị, Hà Nội Review thì đã đến rất nhiều không gian văn hóa rồi, thế nhưng mà tại phường Bách Nghệ thì lại mang đến cho Minh Hương cảm giác rất là khác. Và ở đây thì mỗi sản phẩm thì đều liên quan đến một làng nghề để chúng ta có thể hiểu hơn về văn hóa cũng như là các làng nghề truyền thống của Việt Nam. Anh Đức ơi, từ nãy đến giờ khi mà được anh giới thiệu về không gian của phường Bách Nghệ thì ngoài ra thì còn có cả những cái hoạt động dành cho du khách nữa. Và đây thì cũng là thời điểm mà mùa trung thu và em rất muốn là được tự tay làm cho mình một món đồ trung thu nào đấy. Thì anh có thể hướng dẫn cho em được không ạ? Tại ở bên anh ấy thì có rất nhiều trải nghiệm liên quan đến trung thu. Ví dụ như là vẽ mặt nạ giấy bồi này, hay là làm một bánh gậy, hoặc là làm đèn ông sao. Thì có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Thì bây giờ chúng ta có thể xuống và mình có thể chọn một trải nghiệm mà mình thấy thích để cùng làm. Sau đây thì bên anh sẽ có một nhóm các bạn là sẽ hướng dẫn. Dạ. Và Hương sẽ ngồi đây là bạn đây bạn Khánh. Vâng. Khánh sẽ hướng dẫn Hương làm một chiếc đèn ông sao nhé. Dạ vâng ạ. Ok, mời Hương. Nói đến trung thu thì chắc là ai cũng sẽ biết đến kiểu đèn ông sao. Thì chúng mình sẽ có trải nghiệm về dán đèn ông sao. Thì cái cốt đèn lồng này bọn mình cũng lấy từ làng Nghệ Nhân ở dưới Thanh Oai ấy. Thì bạn có thể cảm nhận trước về cái chiếc đèn.
thành cẩm rất là chắc chắn. Chắc chắn. Đúng. Khác với cả những cái chiếc đèn ông sao mà bây giờ đang bán sẵn ở trên hàng mã thì thường là cái đèn này nó sẽ ẹp xuống này, xong về sau thì mình mua mình sẽ cài vào một cái thanh tre ở đây để nâng nó lên, chứ không được tỉ mỉ như thế này. Cái này thì đúng là kiểu làm theo truyền thống từ ngày xưa luôn, các công đoạn đều là thủ công, hoàn tất từ đầu đến cuối luôn, đều là tre, đều là mọi người tự ở làng nghề người ta tự đan, tự vuốt luôn. Đèn ông sao thì truyền thống mà sẽ gồm có giấy kính và các giấy trang trí quanh, như kiểu còn lá cờ nó được rồi. Cắt sẵn rồi, nó có từng, mình đã chuẩn bị theo kiểu từng đèn là nó có những sản phẩm như thế, những sản phẩm như vậy. Thế thì cần nó có cần là mình phải dán bước nào trước không hay là cứ có chứ, các bước các thứ là mình vẫn phải theo các bước nó mới nên được thành sản phẩm đẹp. Thế bây giờ bạn nào hướng dẫn mình nhá, đầu tiên là sẽ dán phần nào này? Đầu tiên thì mình sẽ dán phần bên cạnh của ngôi sao trước, dán từ phần bên cạnh từ dưới này lên với cả bên này nữa để kín cái mặt bên cạnh trước, xong đấy mới đến các mặt giấy kính ở trước, mặt trước này, mặt sau này, xong mới đến lá cờ, xong là sẽ trang trí hết, nó mới hoàn thành được một công đoạn làm hết mình ngôi sao được. Ở đây thì mình thấy có bạn thì cũng làm cả mặt nạ giấy bồi nữa. Thì khi mà du khách đến đây muốn trải nghiệm hoạt động nào cũng được, chứ không phải nhất định là ngồi đang làm đèn ông sao thì sẽ phải làm đèn ông sao đúng không? Đúng rồi. Tại vì không gian của mình thì sẽ luôn luôn linh hoạt. Các hoạt động thì nó sẽ diễn ra liên tục theo kiểu chủ đề, như kiểu chủ đề đến đợt này là về Trung thu, mọi người sẽ trải nghiệm làm về trò chơi dân gian này. Thì sẽ bao gồm rất là nhiều, như kiểu là bạn đang làm là dán giấy đèn ông sao, hay là bạn đây thì làm vẽ mặt nạ giấy bồi, ngoài ra còn có cả vẽ con quay, vẽ con chuồn chuồn, những con chuồn chuồn mà thăng bằng đấy, chuồn chuồn tre đấy. Ngoài ra đấy thì có những kể cả các chuyên đề trước của bọn mình làm về mộc bản chẳng hạn, thì có thể trải nghiệm in mộc bản, hay là làm về sơn mài, có thể làm về khảm trứng, khảm chai, đều có thể trải nghiệm được hết. Chỉ cần mọi người có hứng thú, có yêu thích về những cái đấy thì đều có thể được trải nghiệm và có thể được hướng dẫn trực tiếp trải nghiệm. Có thể thấy là đa dạng các hoạt động mà mọi người không cần phải đi đâu xa cả, ở đây là có hết rồi. Quý vị, dưới sự hướng dẫn của bạn Khánh thì trong một thời gian ngắn là tôi đã có thể tự làm cho mình một chiếc đèn ông sao truyền thống rồi. Và Hà Nội Review đánh giá đây là một trải nghiệm rất là phù hợp cho mùa Trung thu, khi mà chúng ta được tự tay mình làm ra những món đồ chơi truyền thống. Và một điểm thuận lợi là không gian này không quá xa trung tâm thủ đô nên việc đi lại khá thuận lợi. Hoạt động này cũng phù hợp với hầu hết các du khách tham quan. Người lớn đến đây thì tìm lại những tháng ngày tuổi thơ qua những sản phẩm thủ công truyền thống, còn người trẻ thì hiểu hơn về những giá trị văn hóa dân tộc. Các bậc phụ huynh thì hoàn toàn có thể lựa chọn điểm đến này để đưa con em mình đến tham gia các hoạt động trải nghiệm như một dịp đặc biệt để ôn lại ký ức tuổi thơ, qua đó gắn kết các thành viên trong gia đình. Em chào anh ạ. Ngày hôm nay khi mà mình đến với cả không gian văn hóa phường Bách Nghệ thì mình có cảm nhận như thế nào ạ? Không gian văn hóa phường Bách Nghệ thì phải nói là một không gian rất là rộng, rất là thoải mái, có không gian rất là thoáng đãng. Ở đây thì các bạn trẻ có thể chiêm ngưỡng và tận hưởng những cái trò chơi dân gian hay là những cái hoạt động liên quan đến các cái trò chơi thiếu nhi hoặc là các cái nét văn hóa của các cái làng nghề, thì từ đó có thể là giúp các bạn có thể là gợi nhớ về tuổi thơ cũng như là gợi nhớ về một cái ký ức xa xưa trong tiềm thức của mình. Trước đây thì mình đã từng đến những cái không gian văn hóa khác chưa? Và khi mà đến với không gian phường Bách Nghệ thì mình thấy có điểm gì đặc biệt và khác so với những nơi khác ạ? Mình cũng đã từng đến những cái địa điểm văn hóa khác rồi. Mình thấy không gian văn hóa phường Bách Nghệ thì có một cái điểm đặc biệt hơn so với những cái địa điểm khác, đó là toàn bộ cái không gian này thì các bạn có thể khám phá và khám phá với rất là nhiều những cái hoạt động khác nhau, trải nghiệm khác nhau. Thì từ đó các bạn có thể tìm về những cái ký ức của mình. Thông qua đó thì chúng ta có thể là thấy được những cái sản phẩm thủ công ở đây ấy, thì các bạn có thể mang về làm kỷ niệm, cũng như là các bạn có thể là đóng góp một phần cái công sức của mình tới lan tỏa tới cộng đồng, tới với những bạn trẻ, đặc biệt là với các em nhỏ. Bây giờ thì có nhiều những cái hoạt động công nghệ khác thì đây hoàn toàn là một cái không gian mà các bạn có thể là lan tỏa. Anh đánh giá như thế nào khi những không gian văn hóa như này được mở ra để có thể lưu giữ những giá trị văn hóa cũng như là làng nghề truyền thống của Việt Nam?
Mình đánh giá đây là một cái không gian rất là mở và mình rất là mong muốn rằng là các bạn trẻ hiện nay có thể lưu tâm tới những cái hoạt động trải nghiệm như thế này, có thể là nhân rộng ra và có thể mở ra nhiều những cái không gian khác, để từ đó chúng ta có thể mở thêm nhiều những cái lớp học trải nghiệm, các cái hoạt động ngoại khóa như thế này ngoài giờ học, thì từ đó giúp nâng cao những cái nhận thức của các bạn trẻ, các bạn học sinh với các cái hoạt động văn hóa trải nghiệm của dân gian, từ đó có thể là nâng cao cái vốn hiểu biết của mình về văn hóa dân tộc. Anh Đức ơi, trong khoảng thời gian thì em đã hoàn thiện xong chiếc đèn ông sao của mình rồi. Đẹp thế nhỉ. Vâng, em nghĩ là sau khi hoạt động trải nghiệm này thì không chỉ em đâu mà quý vị khán giả thì cũng cảm thấy rất là hứng thú và muốn đến đây để có thể tự tay mình làm những món đồ chơi như thế này. Vậy thì chi phí để một trải nghiệm những cái hoạt động này như thế nào hả anh? Cái chi phí mà để tham gia những cái trải nghiệm này ấy, nó sẽ tùy vào những trải nghiệm gì. Có những trải nghiệm thì giá rất rẻ thôi, vì chỉ 10.000 khi các bạn tô vẽ một con quay. Hay là in mộc bản thì nó sẽ là giá tầm khoảng 50.000. Hay là chiếc đèn ông sao chẳng hạn thì chi phí nó sẽ cao hơn, có thể lên tầm hơn 100 một chút. Hay là để vẽ một bộ phỗng đất gồm 5 nhân vật thì giá là 200. Đấy, thì có rất nhiều trải nghiệm và có rất nhiều cái mức phí khác nhau cho từng mọi người mà họ quan tâm đến trải nghiệm gì, và cái mức chi phí mọi người có thể là chấp nhận bỏ ra là bao nhiêu. Hà Nội Review đánh giá đây là một mức giá khá là phù hợp, bởi vì khi đến đây thì du khách có thể lựa chọn đa dạng các loại hình trải nghiệm khác nhau phù hợp với nhu cầu của mình, để có thể để lại những kỷ niệm đẹp khi đến với không gian văn hóa phường Bách Nghệ. Những hoạt động trải nghiệm ở đây thì được mình xây dựng như thế nào, đặc biệt là việc quy tụ được số lượng lớn những nghệ nhân về đây như thế ạ? Các hoạt động ở phường Bách Nghệ thì sẽ được bên anh xây dựng theo từng chuyên đề khác nhau, vì là mỗi tháng sẽ có một chuyên đề riêng. Cứ qua mỗi chuyên đề là sẽ giới thiệu về một cái nghề thủ công của Việt Nam, giới thiệu về một làng nghề Việt Nam hay giới thiệu về những người nghệ nhân. Thì qua những cái chuyên đề đấy, tùy vào chuyên đề nào anh sẽ có những người nghệ nhân thích hợp, anh sẽ mời họ lên đây cùng kết hợp với mình để có thể là cùng chia sẻ, cùng lan tỏa các giá trị văn hóa ở các làng nghề và những cái kỹ thuật nghề đến với các cộng đồng. Thêm một câu hỏi nữa mà em muốn hỏi anh Đức là lý do vì sao mà mình lại muốn đưa những cái sản phẩm thủ công này vào để cho du khách khi đến đây trải nghiệm ạ? Vì Việt Nam mình ý, là một đất nước có rất nhiều làng nghề, mà ở các làng nghề đó thì những cái sản phẩm thủ công, những cái kỹ thuật thủ công của mình rất đáng được trân trọng. Ở những người nghệ nhân ý, họ xứng đáng là những cái báu vật của quốc gia. Thì như thế phường Bách Nghệ muốn tôn vinh các nghệ nhân và muốn các nghệ nhân đến đây cùng để giới thiệu về các kỹ thuật nghề, và cũng để cho du khách khi đến đây họ được biết thêm, hiểu hơn về câu chuyện của những người nghệ nhân của những làng nghề Việt Nam, để có thể trân trọng hơn với những sản phẩm thủ công của Việt Nam mình. Làm sao mà có thể sản phẩm thủ công của Việt Nam mình không chỉ lan tỏa trong đất nước mà có thể vươn ra tầm thế giới, thì đó là cái mong muốn của phường Bách Nghệ. Cảm ơn anh Ngô Quế Đức, và mong rằng không gian văn hóa phường Bách Nghệ sẽ ngày càng được nhiều người biết đến hơn, để cho các làng nghề của Việt Nam cũng như là văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy. Thưa quý vị, một không gian không chỉ góp phần thúc đẩy và phát triển tinh hoa làng nghề thủ công truyền thống, mà còn tạo nên một hành trình của sự khám phá, sáng tạo và truyền cảm hứng. Đó là những cảm nhận của Hà Nội Review về không gian văn hóa sáng tạo phường Bách Nghệ. Hà Nội Review đánh giá, phường Bách Nghệ là một điểm đến khác biệt, ít không gian nào có được khi đã tập trung chuyên sâu vào các chuyên đề, tổ chức các buổi trải nghiệm mỗi tháng từ một làng nghề hay một nghề thủ công truyền thống khác nhau của Việt Nam, mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa phong phú và đa dạng. Đây không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm làng nghề, mà còn là nơi diễn ra các hoạt động tương tác, trải nghiệm giữa nghệ nhân và công chúng. Quý vị khán giả cũng đừng quên rằng, đến với phường Bách Nghệ trong thời gian này, du khách sẽ được tham quan không gian trưng bày đồ chơi dân gian, tìm hiểu về các đồ chơi Trung Thu, và đặc biệt là các bạn còn được tham gia trải nghiệm các công đoạn để hoàn thiện những món đồ chơi truyền thống, như vẽ mặt nạ giấy bồi, làm đèn ông sao, làm ông đánh gậy, cùng rất nhiều các hoạt động trải nghiệm thú vị khác. Với chuyên đề đồ chơi Trung Thu truyền thống, phường Bách Nghệ sẽ mở cửa đón du khách tham quan đến hết ngày 17 tháng 9, thời gian mở cửa từ 9 giờ đến 21 giờ. Một lưu ý nhỏ đó là nếu đi theo đoàn khách đông thì mọi người nên liên hệ trước để ban tổ chức có thể chuẩn bị tốt nhất. Hà Nội Review tin rằng không gian văn hóa sáng tạo phường Bách Nghệ là minh chứng cho tâm huyết của anh Ngô Quý Đức nói riêng và những người đam mê giá trị văn hóa truyền thống nói chung. Qua đó có thể thấy rằng giới trẻ Hà Nội đang có những cách tiếp cận mới mẻ và vô cùng sáng tạo đối với nghệ thuật, góp sức mình làm phong phú đời sống văn hóa truyền thống giữa cuộc sống hiện đại. Đánh giá về điểm đến thì Hà Nội Review thấy rằng những không gian văn hóa như thế này không chỉ mang ý nghĩa về thúc đẩy văn hóa du lịch mà cũng góp phần khẳng định cho sức sống mãnh liệt của văn hóa làng nghề Việt. Tuy nhiên, những không gian văn hóa sáng tạo như này thường được xây dựng và phát triển bởi những cá nhân. Nếu để có sự phát triển về lâu dài thì cũng cần sự quan tâm, chung tay từ nhiều phía như làng nghề, nghệ nhân và chính quyền.
Đến đây thì thời lượng của Hà Nội Review cũng xin được khép lại. Và quý vị đừng quên ủng hộ chúng tôi trên kênh Hà Nội 1, website hanoionline.vn, app Hà Nội On, cùng với đó là các nền tảng số khác của đài như Facebook, YouTube và TikTok, vì chúng tôi sẽ còn đem đến nhiều chương trình hấp dẫn hơn nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.